Katana xin kính chào tất cả các bác Hôm nay Katana xin giới thiệu với các bác Một uh, bộ Dao hai chiếc thôi Nhưng mà lòng là dòng limited Rồi Là dòng phiên bản giới hạn các bác Đây Có cái tay cầm đây, tay cầm cũng phải bọc vào Cho nó trông cho nó Đẹp, nó không bị Hỏng uh... không. không bị xước Đấy Một bộ sản phẩm trong cái hộp tôi đã thấy rất chi là gì và này nọ đúng không ạ quá là kinh khủng có mỗi con dao thôi mà phải làm cái hộp <laughs> ok hôm nay à, mở hộp các anh nhé đây là phiên bản à, giới hạn các bạn ạ đây là phiên bản giới hạn kỷ niệm 10 triệu chiếc xuân đã được bán trên toàn thế giới và chúng ta hãy cùng mở hộp xuân nhé ok wow hai chiếc dao thôi nhá. Và đây là dòng Sun Cohen. Đấy. Tiếng um, gọi là gì nhỉ? Tiếng uh, Hán tự thì đây là chữ hồng và đây là chữ đàm. nó hồng đàm, tức là ngọn lửa hồng. Wow, ngọn lửa hồng. ơi 10 million anniversary edition, tức là phiên bản kỷ niệm 10 triệu chiếc Sun đã được bán ra trên toàn thế giới thật sự luôn. 10 triệu chiếc các bạn ạ. Thật sự là một con số phải nói là đúng là người Nhật cũng chỉ biết không nói gì ngoài từ là hâm mộ. Wow. Ok, đây là cái uh, tờ giấy giới thiệu thôi. Đó. Thép thì được làm từ ủa uh, uh, rồi, hợp kim thép này đây. Một lát nữa thì mình đây là cái phần uh, thành phần uh, giới thiệu của nó này. Đó. à, cái đây nhá lưỡi dao thì được làm từ rất nhiều lớp thép không gì này để chưa à, cán dao đó thì được làm từ thép không gì này ok chưa khâu dao à, sau đây bạn à, cái phần mà cán mà à, khâu dao thì được làm từ thép không gì còn cán dao thì được làm từ rất nhiều uh, lớp gỗ được xếp lên nhau được gọi là gỗ cường hóa nhiều lớp đó gỗ bắc ca đó mình thường mình gọi là gỗ bắc ca đó và có cả cái phần vỏ luôn nhá vỏ thì được làm từ ôi da thật luôn Hong Kong da thật luôn các bạn ạ. da bò thật đấy. Case. cái cái um, hộp thì được làm từ hộp kim nhôm wow chất lượng này ok chúng ta vào nhân vật chính nhá đây có cái hút ẩm, um, ok, đây là sẽ có hai chiếc nhá, hai chiếc này, một này và hai này, ở đây nó sẽ có một chiếc, chúng ta sẽ có một chiếc um, chef và một chiếc petty, ok, xem chiếc chef mấy trước nhá, Đó. wow rất là đẹp luôn, cầm đã thấy phê rồi mà đây cái cái, cái phần uh, da này rất là dày dặn luôn nhá. ở đây trên này có chữ xuân, ok mở nhá. wow wow cái vân lạ không? các bạn thấy cái vân này nó lạ không? từ trước đến nay cũng chưa có cái dao nào nó vân nó kiểu như này đúng không các bạn? Đó. Cái chiếc này là 72 lớp thép các bác nhé 72 lớp thép và lõi của nó là lõi điều ở co Tức là lõi kép giữa VG2 và VG10 Và độ cứng của chiếc này lên tới 63HRC Chiếc này là lưỡi dài 20cm, cán dài 15cm Tổng chiều dài của chiếc này nó rơi vào là 35cm nhé Chiếc này thì uh, nếu mà nói về dáng các bạn có thấy giống nó giống chiếc nào không? Nó rất giống chiếc Sun Classic đúng không cái dáng dao rất giống sừng classic tuy nhiên cái bề mặt dao này đó rồi cứng vô cùng nghe đành là vân chả giống ai cả phiên bản kỷ niệm mà limited mà và mình nghe hãng nói là có 100 bộ này nhá 100 bộ này trên toàn thế giới và cái cán gỗ của nó đây các bạn nhá cán gỗ này Đấy, cán gỗ gắn gỗ tuyết tùng nhiều lớp và được làm bằng cách là ghép nhiều lớp gỗ vào với nhau. À, ép bằng áp suất cao và nhiệt độ cao. Đó thì nó, nó sẽ làm cho các lớp keo nó thẩm thấu qua thẩm thấu qua cái các thớ gỗ này và nó sẽ làm cho các cái cái gỗ này nó cực kỳ uh, bền, uh, chống mối mọt, chống cong vênh, chống uh, gọi là ẩm mốc trong quá trình chúng ta sử dụng ở môi trường nhà bếp. Và ngay cả cái phần mà cán dao này các bạn thấy không? Nó cũng có được khắc chữ dập chữ xuân luôn. Đó, tiết diện của cán hình chữ D nhé À và chiếc này nhé, bởi vì nó là tiết diện hình chữ D Thế cho nên là nó chỉ phù hợp với cả những bạn nào thuận tay phải đấy nhá Rất tiếc cho những bạn thuận tay trái <laughs> Rất tiếc cho các bạn thuận tay trái Nhưng, thôi, hãng làm như vậy thì mình biết vậy thôi Cũng không có cách nào cả Đúng không ạ? Đẹp không ạ? Quá là chất lượng luôn Rồi, đây là chiếc xếp nhé Tiếp theo, mình sẽ có một chiếc nữa Là chiếc Petty Đó, chiếc Petty Tương tự như vậy, cái vân của nó cũng là Vân rất là lạ luôn Cũng là 72 lớp thép Cũng lõi của nó là VG2 và VG10 Chiếc này thì dùng để Như các bạn biết rồi đúng không? Chúng ta thái này Chúng ta lọc này, chúng ta gọt này Rất là nhiều cái chức năng luôn Và các bạn thấy không? Xuân này, uh, cái dòng xuân này này Bên châu Âu, bên Mỹ Cực kỳ chuộng luôn các bạn nhé Chuộng một cách dã man luôn Và các bạn thấy không? 10 triệu chiếc đã được bán từ khi dòng xuân này ra đời Các bạn thử nhân hộ mình sơ sơ xem 10 triệu chiếc Mỗi một chiếc xuân nó rơi vào giá trung bình nhé Giá trung bình Đấy chưa? Giá thấp nhất là 200 đô Giá cao thì nó rơi vào khoảng tầm bao nhiêu? À, 300, 400, 500 Nhưng mà thôi mình cứ lấy trung bình khoảng tầm 200 đi nhé Lấy trung bình 200 200 Nhân với cả 10 triệu chiếc 200 đô nhân 10 triệu chiếc Là ra là 2 tỷ đô Họ đã bán được 2 tỷ đô tiền giao xuân Ở trên toàn thế giới các bạn ạ Thật sự là một con số đáng ngưỡng mộ Ngưỡng mộ ở đây ý mình muốn nói rằng là Cái sự bền bỉ, cái sự kiên trì của người ta Và cái sự luôn luôn thay đổi sản phẩm Luôn luôn đột phá ra những cái dòng Sản phẩm mới uh, Những cái chiến lược bán hàng mới Cho nên là họ Cái dòng xuân này này có thể nói là Cái dòng giao thành công nhất của Nhật Bản ở trên thế giới rất nhiều đầu bếp trên thế giới ưa chuộng và đang sử dụng những chiếc xuân này như các bạn biết thì bên xuân uh, uh, nếu mà nói về dòng xuân của hãng cai thì là nó sẽ có những cái dòng xuân như kiểu xuân classic này xuân uh, classic này xuân uh, premier này xuân kaji, xuân kanso, xuân nagare xuân uh, uh, gì nữa ờ uh... ui vài dòng nữa cơ nhưng mình cũng không nhớ rõ lắm được Và các bạn nhớ theo dõi kênh của Katana để mình sẽ review tất cả những dòng xuân đấy các bạn nhé. Nhưng mà các bạn thấy thế nào? Hai chiếc này các bạn thấy thế nào? Đó, và xin thưa với bạn, hãng công bố giá bộ này là 1.299 đô. 1.299 đô. Được chưa? Và lần này mình về được 4 bộ thì hiện nay hai bộ đã có bác đặt các bác đặt rồi bởi vì mình bên mình có showroom mà mình để showroom cái là có người đặt luôn cho nên còn hai bộ nữa, hai bộ nữa nhé và mình đang gọi là gì nhỉ? Thực tế là hãng công bố là một nghìn hai đô nhưng bao giờ mình bởi vì mình là nhà phân phối mà cho nên là được giá tốt hơn cho nên là các bạn nào mà muốn trải nghiệm bộ này thì một là đến cửa hàng Katana à, ở gì nhỉ chỗ ngã tư sở, trung tâm thương mại Megamon Vincom, Royal City các bạn nhé và hai nữa, ok các bạn. Liên hệ ngay số Zalo 083-777-8386 Để đặt hàng bộ này về trải nghiệm ngay hôm nay <laughs> Và mình sẽ chiết khấu cho các bạn nha Được chưa Đúng Còn đúng 1.000 đô Ok chưa Còn đúng 1.000 đô Đấy Cho hai chiếc này Và thực sự thì mình uh, cái, Gọi là gì nhở Cái giá này nhá Thì thực tế là các bạn cứ để ý mà xem Thời buổi công nghệ thông tin rồi đúng không Nhiều khi các bạn bảo là Làm màu là miếng này kia Giá nó cao đúng không Nhưng mà các bạn thử search lên mạng nhá Được chưa Cái dòng Suncohen này này là biết ngay mà bởi thời buổi công nghệ thông tin cho nên là giá rổ rất là công bố minh bạch và thứ hai nữa tức là ở trên thế giới người ta cũng bán với cái giá như vậy luôn các bạn nhé và thứ hai nữa là đối với những chiếc như thế này thì mình nghĩ là các bạn chắc là sẽ không mua về để dùng đâu mà sẽ mua về để làm gì ạ để sưu tập đó những dòng mà kiểu phiên bản giới hạn như thế này thì nói không ngoa là các bạn nếu mà có điều kiện sở hữu thì các bạn cứ để độ khoảng tầm 5-10 năm nữa thì năm 10 năm nữa đến lúc mà cái hãng xuân này nó lên một tầm cao mới rồi thì người ta sẽ muốn những cái người mà người ta sở hữu dao ấy người ta kiểu sưu tập dao đấy thì người ta sẽ kiểu tìm những cái dòng mà có phiên bản giới hạn mà người ta mua bao giờ cũng vậy các bạn thấy không ô tô cũng thế xe máy cũng thế ô tô đi là khấu hao thế nhưng mà những cái con xe mà nó kiểu rất lâu đời đấy khoảng tầm mấy chục năm rồi ấy, thì tự nhiên lại thành có giá ấy thế mới hay còn những con dao này nếu như các bạn để trong hộp như này thì mãi mãi là như thế này nó chả bao giờ bị khấu hao đi cả các bạn có nhận không? họ ờ, chính vì thế cho nên là nếu như bạn nào mà yêu thích những dòng dao xuân uh, của hãng Kai thì các bạn có thể nghiên cứu cái bộ uh, phiên bản giới hạn bộ kỷ niệm này các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi chương cái video này và rất là mong các bác uh, ủng hộ uh, kênh bằng cách là like, share và subscribe kênh này nhé. Uh, rất là mong uh, được sự góp ý và động viên của các bác trong thời gian tới để bên mình ngày càng đưa ra uh, những sản phẩm hay ho hơn uh, giới thiệu với các bác đến uh, giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm thú vị hơn nữa trong thời gian tới Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau Bye bye